Kính chào quý khán giả, đêm nay và sáng mai, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ vẫn có mưa dông ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Do đó, nhiệt độ cao nhất ban ngày tại khu vực này chỉ phổ biến trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Trong khi đó, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ mưa chỉ xảy ra vài nơi và ban ngày trời có nắng, nên nhiệt độ trưa chiều mai tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận dao động từ 31 đến 34 độ. Với các tỉnh miền Trung, tình trạng nắng nóng có phần thuyên giảm với nhiệt độ cao nhất ngày mai giảm xuống mức là từ 32 đến 34 độ. Chỉ còn một vài điểm như là Nghệ An và Huế thì nhiệt độ có thể là trên 35 độ. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác do tác động của vùng nhiễu động yếu trong đới gió đông trên cao. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, nên chiều và tối mai sẽ có mưa rào và dông ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km, gió đông nam đến nam mạnh cấp 3, cấp 4. Còn tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông gián đoạn, gió đông nam đến nam cường độ yếu, biển bình thường. Cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.